Khổ tâm chứ sao. Thông cảm, sorry mọi người. Mother. Ví dụ như mẹ của mình rất là đẹp sao? My brother is very pretty. Okay. Như vậy là mother đó ha. Như là curver. Cái từ số 3 nó là bìa sách, nó rất là hay ha. Nó có một câu thành ngữ là đừng phán xét người khác qua vẽ bề ngoài. Nó là câu là don't judge a book by its cover. Mọi người hiểu mấy cái từ trong câu, từ cái từ trong câu không? Hiểu đúng không? Don't judge a book by its cover. Có nghĩa là đừng có đánh giá người khác thông qua cái vẻ bề ngoài của họ, đúng không? Tiếp từ tiếp theo này. Okay. Từ số 6 này, điều lo lắng này. Trouble. Có thể hát rất là dễ thương như thế này không? Trouble is my friend. Cut. Cô câu nha. Cố gắng chiến đấu 10 phút nữa tụi hắn về là đỡ rồi. Ok. The dust. Ba bạn nào tới đó kìa con. Dust. Âm y ngắn học rồi nhé. It is the dust is under the rug. Dust là bụi đó ha. Rug là cái thảm. Đó là the dust is under the rug. Rug. Mọi người có nghe âm cuối mình phát hay không? Có âm cuối nha. Rug. Rồi câu số 2 nè. He's a mud. Who to a young. Goodbye. He's much too young. Okay. He's much too young. Quan trọng là nhìn thôi miệng á, thôi miệng ha. Cái đừng nhìn, đừng nghe, nghe là nó không có chính xác. Nhìn thôi miệng á. Tiếp theo câu tiếp theo này. Có gì ô đi ha, bữa sau mình học chữ cờ và chấm hay chấm, nó sẽ đọc như thế này. Ô, ô, yeah. Your. Okay. In. Love. It. With. I my cousin. You're in love with my cousin. Nghĩa là mày cặp bồ với em họ tao. Câu tiếp theo 4 nè. I love. Cái chữ này là cái từ này là to. Nhưng mà trong câu giới từ nó không phải là quan trọng, cho nên là nó sẽ bị lừa thành to. Ok. Come. Âm đi học rồi nè. On. Bây giờ như miệng nè. On. Không chợ sợ xấu, chỉ sợ đọc tiếng Anh sai. Ok. A sun. E
A Sunday. It is a sunny. Ok, muốn thấy cả câu này. I'd love to come on Sunday if it's sunny. Ok, bước lại cho nó mượt xíu nè. I'd love to come on Sunday if it's sunny. Ok, bây giờ tao sẽ đến thăm mày nếu như mà trời chủ nhật trời nắng ha. Ok, cái câu của họ nó dễ thương thôi chứ không bao giờ từng từ như mình. Tiếp này có số 5 nè. Cái gì đó troll cái gì đó luôn. Ghép con nè. Mother. Ok. One. Some. The. Money. But. Not. N. La. Enough. Ok. Hiểu hiểu cấu tạo đúng không? Rồi cuối hạng câu này. The mother wants some of the money, but not enough. Ok. Đó là bà già tao thắng tiền nhưng mà nó không có đủ. The mother wants some of the money, but not enough. Ok.